Rồi, test nhẹ cho anh em tham khảo con Fujet làm full nội thoái để chạy ráp nha. Êm mạnh bền cho anh em. Quá. Rồi, chào anh em Fujet 125. Em review cho anh em tham khảo với làm cái nội thoái để chạy ráp nha. Em đang làm hai con cho anh trai chạy công nghệ luôn. Thì con này thì đang bị tình trạng này tụt nồi yếu mà không sao. Nó chạy rất là lì hay nồi ha. Phần cái chuông này sọc chuông rất nhiều nè. Đó. Bố thì đang bị chạy là mòn chai bố lì, bố là không còn cái độ bám nha. Phần cái bộ nồi sau thì chạy là tụt nồi cháy bố. Bố chỉ đang thang không còn nè. Bố đen ba ha. Yếu xìu à. Và phần sắt bị bằng bằng sắt nè. Cặp nhôm nồi thì đang mà chạy là màu nõn là không còn được phẳng nữa đó. Cái bộ lò xo thì nó bị lúng xe là không còn đúng không ạ? Em sẽ đưa đây cho anh em coi sườn xấu là xo nồi luôn, lò xo làm thay là đồng đều 6 cái nha. Đó, lò xo lúng xe không còn đâu bung nha. Rồi, có hình cái bộ nồi mới thì em đi xe là combo, đi full combo bộ thái luôn ha. Combo gồm một cái chuông nồi zin đó nè, trắng đẹp mới xe nè, mã số đủ nguyên cho anh em ha. Đó, chuông thái là mã số có đều đủ, còn cái chuông lô không có nha. Phần bố làm đi là bố thái dài nè, đó 1 2 3 bố thái dài, còn cái bố cũ xe là bố ngắn nè ha, ngắn xíu nha. Đó. Cái phần cái bộ nồi sau sẽ gồm có hai sự lựa chọn, một em là bố thái bản lớn, hai là bố thái bản nhỏ nha. Bản lớn là bản 6 ly nè, em đi bản lớn cho bền nha. Combo nó gồm có là 4 lá bản 6 ly. 1 2 3 4 ha. Bản này rất là dày mập nha. Và phần này bản 4 ly. Đây là bản 4 ly bản nhỏ nè, đây bản 4 ly nha. Thì anh em muốn chọn cũng hình nào cũng được nha. Bản 6 ly nó sẽ bền hơn và mắc tiền hơn nha. Cái bộ nồi sau thì em đi là combo full là ba sắc nồi dinh thái, ba lá nè. 1 2 3 trắng đẹp luôn mới nha. Em sẽ đi sắc dinh thái mình không đi sắc lô lỗi sẽ bào bố của anh em. Đi kèm lại cho anh em là cặp nhôm nồi dinh thái mới chậm chậm ha, với sự nữ của công nguyên nè. Đó. Phần cái lò xo làm đi combo full là 6 lò xo nồi đồng đều. Em không có đi lò xo lớn lò xo nhỏ nha. Ba nặng ba nhẹ không đi nha. Anh em mà đi ba nặng ba nhẹ dẫn đến tình trạng là nó không có đều của nồi ha và hư nồi của anh em. Cái răng nồi bếp thì em thay lại là một cái răng nồi zin nha. Đó, răng nồi zin dụng xe nè. Đó. Anh em mà muốn lên cái combo có bình cái bộ nồi thái dòng Fujet 125 thì ghé bên độ xe nè. Bên em thì chuyên làm nồi làm máy dòng Fujet chạy bốc nhẹ xe bền nha. Rồi em chào anh em. Rồi chào anh em Fujet 125, review cho anh em tham khảo của nồi lên combo bộ nồi thái. Đầu tiên cho phần cái lá bố, phần cái đế nồi nha. Combo nó gồm có là 4 bố, 3 sắt và 6 sáu nồi ha. Anh em siết đều 3 con nha. Rồi tiến hành cho phần cái lồng đền nồi sau vô cái chuồng heo nha. Và tiến hành cho phần cái combo ly hợp vô. Đó, nguyên gấp là nguyên phun nguyên bộ mới luôn. Rồi tiến hành cho phần cái cùng ly hợp vô. Rồi tiến hành cho phần cái bộ nồi sau với lại cái chuông nồi trước trên ha. Đó, combo đi phun nguyên bộ luôn. Cái nồi trước thì em thay chủ xe lại combo là đi cái một cái chuông nồi dinh thái nha và nguyên cùng bố thái nha. Đó, bố làm đi bố thái dài cho bền nha. Đó, cho hành cho phần cái lồng đền chặn phe, lồng đền outside và tán nồi trước vô. Cái nồi sau sẽ gồm cái lồng đền dày nồi sau và tán nồi sau nha. Sau khi tiến hành là gắn cái phần cái tán nồi phía đằng sau, tiến hành là bắt cái phần cái nắp nồi rất ly tâm ha, cho bạch đạn nồi còn muỗng vô và test cho anh em. Có Huỳnh đi phun cái nồi thái chiếc phun chờ led nha anh em. Rồi test nhẹ cho anh em tham khảo con phun chờ led làm phun nồi thái để chạy ráp nha, êm mạnh bền cho anh em, quá sướng nha. Đó, em kéo đi phun nguyên bộ nồi luôn đó. Anh em full led mà muốn làm nồi thì ghé bên ở độ xe nè. Bên em thì chuyên làm nồi full led êm mạnh bền nhẹ xe lướt gió nha. Đó, quá đã luôn. Combo đi full nồi thái đó, để cho anh em chạy đi chơi đi tour phường nha. Anh em mà muốn lên cái nồi thái thì ghé ủng hộ bên độ xe nè. Bên em thì chuyên làm nồi dòng full chờ led và full chờ 125 nha. Rất mạnh nha, mạnh bốc êm bền đó, tiết kiệm xăng cho anh em luôn, không bị tình trạng tụt nồi lì nồi nha. Nhích nhẹ lên liền ha, quá đã đó. Combo đi full nồi. Anh em chạy ráp một ngày là chạy là 300-400 cây ha. Em làm có những nồi thái mới chịu được mấy anh chạy ráp bào nha. Đó, tha hồ cho những anh em bào ráp chạy bền nhẹ xe lướt gió tiết kiệm xăng. Đó, làm xong test thử thực tế để cho anh em ráp cảm nhận ha và viết hóa đơn phần đầy đủ cho anh em. Đó, anh em tha hồ chạy ráp nha, chạy bền nhẹ xe ha. Rồi, cảm ơn anh trai Fujet rất nhiều. Em sẽ viết hóa đơn phần đầy đủ gửi cho anh em ha để cho anh em tiếp tục công việc chạy ráp nha.